lại ha. Bước 1 là các bạn tạo cái menu. Thư mục menu các bạn click chuột phải, chọn New, chọn Android Resource Directory. Xong ở đây các bạn chọn cho cô là cái menu. Sau các bạn nhấn OK là xong. Bước 2 các bạn tạo menu. Các bạn click chuột phải, các bạn chọn New, chọn Menu Resource File. Các bạn đặt tên, đúng không ạ? Xong các bạn nhấn OK là xong. Đó, cái này cô tạo cái file menu là option menu. Item Android title là thêm. Đặt ID, phải đặt ID để truy xuất được cho dễ ha các bạn, phải đặt ID. Thêm vào trang V trang chính. Đúng không ạ? Sau khi tạo menu xong cô vào đây. Cô gọi từ cái hàm là on create option menu. Cô gọi được từ get menu inflator. Xong cô gọi từ cái menu cô vừa tạo ra. À bây giờ cô chạy lại ha. Đó, chạy. Chưa? Rồi OK. Rồi login manager. Nhà các bạn thấy cái option menu hiển thị bên phải rồi. Thêm vào trang chính, thấy chưa? Thêm trang chính. Rồi bây giờ nhá, bây giờ cô muốn hiển thị cái thêm này nó luôn luôn nằm ở trên này, nó luôn luôn nằm ở phía trên này để các bạn click cho dễ. Để cái nút thêm nhá, thì các bạn sửa này cho cô nè. Ở trong cái nút thêm này, trong cái item này các bạn để có là show as action. Show as action này nó sẽ có mấy cái thuộc tính value như sau. Một là never, tức là không bao giờ nó show phía trên cái action menu. Always là luôn luôn show. If room, tức là nếu đủ chỗ thì nó sẽ show. Hiểu không ạ? Widget là nếu các bạn có icon thì nó show cả icon cả text. Hiểu không ạ? Collapse là của nó. Nếu như tôi muốn show, tôi để là always. Các bạn chạy thử lại cái nữa, cái này chạy các bạn sẽ thấy nó nhanh hơn ha. Đấy. Rồi OK. Đây, thêm nó luôn luôn hiển thị ở đây. Được chưa? Còn cái anh mà trang chính thì click vào đây các bạn mới thấy. Được chưa? Thêm nó hiển thị ở đây. Click chuột vào đây. Rồi bây giờ ta set cái action như nó. Bây giờ tôi muốn click vào thêm. Click vào thêm sẽ ra cái trang là sinh viên insert. Đúng không ạ? Ta sẽ viết ở trong cái method này. Là on option item selected. Đấy. Ở đây nó có đối số là item, ta sử dụng item này. Ta dùng câu lệnh sweep. Item chấm get item ID. Nếu cái này ta so sánh case, nếu cái này nó bằng error chấm ID chấm option. Cái menu cô đặt là gì? À, menu thêm. Ừ, nhầm. Menu thêm sinh viên. Đó, nếu bằng cái này thì tôi sẽ nhảy sang cái trang sinh viên. Ta sẽ để là intent y gán bằng new intent. À, ta đưa vào là sinh viên activity. Nhầm nha, tôi import nhầm nha, sinh viên activity chấm div phẩy, ta nhảy sang sinh viên insert. Chấm class. Xong.
đã start activity, tôi ghi intent vào, xong. Rồi tiếp tục, ta lại so sánh tiếp, nếu case, nếu mà bằng, ta copy ha. Các bạn nhớ break nè ha. Câu lệnh break là để nó thoát khỏi cái switch nha các bạn. Về trang chính, nếu về trang chính à, intent y y cái này tạo một lần rồi, tôi có thể tạo lại cái này, y lại gắn bằng new intent, cái này sang cái trang chính là main activity chấm class, hoặc đóng cái này đi, tôi close finish cái này thì nó sẽ cũng ra cái main các bạn, có finish nó cũng ra ha, finish đấy, finish chỉnh nó, tắt chỉnh nó thì nó cũng cũng mở ra rồi. Ok, bây giờ chạy lại ha. Rồi giả sử cô trang chính cô đóng lại, nó cũng ra, đúng không ạ? Về trang chính, còn các bạn click vào nút thêm, nó sẽ ra cái này, được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái context menu. À, cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái context menu này. À, context menu là cô sẽ tạo một clip view ở đây, sau cô sẽ nhấn giữ, hiểu không ạ? À, thì nó sẽ hiển thị ra cái menu, thì cái đấy được gọi là context menu. Đây nó cái dạng như này nè, menu kiểu như này nè, đấy, hiểu không ạ? Menu kiểu như này nè thì tôi gọi là context menu. Nhưng ở trong Android, trong mobile thì làm gì, Google làm gì có cái click chuột phải, đúng không các bạn? Thì nhấn giữ nó sẽ ra được cái menu này, thì ta gọi là context menu. Ok, rồi bây giờ ta sẽ tạo như sau. Context menu thì nó phải gắn với một cái đối tượng nào đó. À, cho nên cô sẽ tạo cái list view. À, trong cái này nè, trong sinh viên activity cô sẽ tạo cái list view. À, ta vào layout, ta vào cái sinh viên activity đây rồi. Cô sẽ tạo cái list view ở đây. List view. À, các bạn lưu ý là nếu cái list view này nó dài quá thì các bạn có thể tạo cái scroll view để các bạn cuộn ha. À, add nó vào scroll view. Còn bây giờ cô sẽ tạo list view trước đi ha. List view. Đấy, cô gắn nó nào, gắn nó vào đây. Ok. Được chưa? With match parent. Hay cũng cô cũng để là match parent. Ok. Đó, match parent. Rồi xong. Bây giờ cô đặt cái ID cho cái list view này. ID list view sinh viên. Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ làm như sau ha. Cô vào đây nè. À, cô sẽ muốn gọi đối tượng list view. Rồi. Cô sẽ gọi đối tượng list view đây. List view. List view bằng file view by ID r.id list view sinh viên. Ok. Bây giờ cô sẽ đổ dữ liệu thử lên list view này trước nha. Hướng dẫn nào, hướng dẫn list view luôn ha. Đổ dữ liệu lên list view. Bây giờ các bạn như thế này. Nếu list view mà chỉ có chữ không á, chỉ có string không thì rất là dễ. À, nhưng mà trước tiên thì cô sẽ làm cái list view có string trước. Sau đấy tôi sẽ nâng cấp lên custom list view sau, vào buổi sau ha. Đấy, ta sẽ tạo một cái array list. À, string, chuỗi thôi. À, list view, list
danh sách. Đấy. Tôi khởi tạo, nhớ khởi tạo danh sách. Nếu các bạn không khởi tạo danh sách á, thì nó sẽ báo lỗi là null void exception nha các bạn. Cái lỗi các bạn rất hay gặp là do không khởi tạo này, nó new, không có toàn từ new này nè. Thông thường không khởi tạo là nó sẽ báo cái lỗi là null void, tức là chưa cấp phát bù nhớ các bạn. Rồi bây giờ ta sẽ tạo cái adapter, array adapter, adapter. Đó, thì cô sẽ gán như thế này, adapter bằng new array adapter. Đối số truyền vào là cái context, nghĩa là tôi đối truyền sinh viên activity, sinh viên activity chấm did. Đối số thứ hai là cái cách hiển thị của nó, r chấm layout android chấm r chấm layout chấm không phải simple list item 1 đấy, cái này phải cái danh sách truyền vào clip. Hiện danh sách cô chưa có gì hết. Cô add dữ liệu vào cái danh sách. Hiện danh sách này chưa có gì, cô add vào. Clip.add. Cô để đây là ví dụ như chuỗi, cô truyền một chuỗi ví dụ như là Thanh Tùng. Rồi clip.add. Nghĩa, trường Trinh, cái này là Duy Nghĩa chẳng hạn. Quang Trường Thành Trinh, như vậy. Okay. Đấy, tôi có add 4 người. Bây giờ cô nạp vào đây rồi, bây giờ cô chỉ cần set list view thôi, list view chấm set adapter là được. Đưa cái adapter vào, các bạn thấy nó rất là đơn giản, nó dễ vô cùng, thấy không ạ? Bây giờ cô chạy thử nhé. Đấy, đưa cái list view vào nó rất là dễ. Thứ nhất là ta tạo ở đầu tiên là cái này là map tham chiếu từ cái list view. Thứ hai là các bạn phải tạo một cái danh sách để chứa dữ liệu. Thứ ba là các bạn phải tạo một cái adapter. Thì danh sách này phải có dữ liệu là chuỗi, cho nên cô add chuỗi một cách bình thường. Hai là cái adapter các bạn là bằng new adapter. Đối số thứ nhất là một cái context chính nó đã, sinh viên activity. Đối số thứ hai là cách hiển thị layout á. Đối số thứ ba là danh sách, và cuối cùng các bạn chỉ cần là gì đấy ạ, list view chấm set adapter là xong. Đây, rất dễ, rất dễ, rất đơn giản. Ok. Ra list view chưa? Rất nhanh ha. Rồi bây giờ nè, cô mới áp dụng nè. Cô nhấn giữ vào đây thì nó sẽ hiển thị ra cái context menu, đúng không ạ? Bây giờ cô tạo context menu. Và bước 1 là cô sẽ cũng tạo menu giống khi nãy. Nhưng cô tạo là context thôi. New menu resource file. Cô sẽ tạo là context menu. Cái này là cô để là gì ạ? Sinh viên. Để khỏi nhầm lẫn ha. Rồi, bây giờ cô cũng tạo item thôi. Cô tạo cái sửa xóa đúng không ạ? Đó, item ID context menu sửa sinh viên. Đó, title sửa sinh viên. Đó. Ok, đóng lại. Tiếp item ID là menu xóa sinh viên. Title xóa
sinh viên như vậy. Ok, rồi xong được cái menu rồi, bây giờ ta vào sinh viên activity, ta sẽ làm như sau. À, các bạn để ý nè, các bạn viết code với cái option như thế nào thì các bạn viết code với cái context như vậy, chỉ thay cái chữ option bằng chữ context thôi. Đấy, nó dễ vậy, rất dễ nhớ. À, on create. Bây giờ thay vì option menu, cô sẽ để là context menu. On create. À, cô để là context menu. Đây. Ok. Super. Rồi, ta cũng vào cái get menu inflator chấm inflator. Ta đưa r.menu chấm context menu sinh viên, đưa cái menu vào. Xong. Rất nhanh, rất đơn giản đúng không? Menu vào. Bước thứ hai để làm tạo cái này là ta làm sau đi ha. Để chọn á. Thì cái này chọn thôi. Bây giờ nè, tôi phải gắn với cái menu này, vặn gắn cái menu này với cái list view thì tôi đăng ký. Đăng ký thì tôi sẽ có là gì đấy ạ? Register. Register for context menu. Tôi đưa vào một clip view. Tôi gắn vào clip view là xong. Các bạn nhìn nha, chạy lại nè. Rồi cô nhấn giữ nha. Hiển thị menu chưa? Cái này được gọi là context menu. Hiển thị chưa? Ok. Rồi tương tự như vậy, cô nhấn vào sửa thì nó sẽ vào cái sửa. Đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại ta đã làm sửa chưa ạ? Chưa. Thì các bạn nhấn giữ thì ta sẽ làm sao ạ? Nhấn giữ ta cũng là on option, on context item selected thôi. Ta đổi từ option thành context là xong. À, on context item selected. À, rồi cũng như vậy, y như vậy, cô copy là được thôi. Các bạn thấy nó giống lắm luôn ấy. Ctrl C, Ctrl V. Thì cái này thay vì thêm thì các bạn để làm menu gì ạ? Sửa sinh viên. Cái này menu gì? Xóa. Xóa sinh viên. Các bạn code viết ở đây đúng không? Code viết ở đây đúng không? Đấy. Còn cái này intent, cô cứ để này cô test thử nhá. Để nó ra không? Nhưng mà cái này nó đang ra cái gì ạ? Insert. Tại vì cái edit cô chưa có làm đúng không ạ? À. Rồi bây giờ ta chạy thử nhá. Run. Ok. Rồi, nhấn nha. Sửa. Đúng chưa? À, sau buổi tới cô sẽ hướng dẫn khi các bạn nhấn vào duy nghĩa, chẳng hạn các bạn sửa thì nó sẽ bắt được cái object của duy nghĩa, ví dụ như vậy. Hiểu không ạ? Đây, sửa. Ok. Được chưa? Đấy, cô vừa nói xong cái option menu và context menu. Đấy, nói ngắn ngắn thôi.